Tin vắn. Kể khi Nhung lên tiếng về cách xưng hô bạn tôi của Trần Thành, MC Trần Thành tức giận không biết gạch đá vì bị cho rằng hỗn láo khi xưng hô bạn tôi với cô ca sĩ Phi Nhung. MC Trần Thành, cô ca sĩ Phi Nhung cũng nghệ sĩ trí tài trên sân khấu hài. Mới đây, quản lý ca sĩ Phi Nhung lên tiếng giải oan cho Trần Thành về cách xưng hô bạn tôi trong bài Đặng Chia Buồn của nam MC trước đó. Người này giải thích, mình thấy Trần Thành viết status tình cảm xưng Nhung mà nhiều người không hiểu lại vào Trần Thành, đó là cách gọi thân mật của hai người. Từ lúc chị chuyển viện đến khi mất, Thành cũng nhắn và gọi mình hỏi thăm liên tục, ít nhất 4 lần. Trước đó, khi ca sĩ Phi Nhung qua đời, MC Trần Thành có những chia sẻ xúc động tiếng Việt đàn chị. Anh viết, thôi, không buồn đau, không thị phi, không mệt mỏi nữa Nhung à. Bạn đã rất kiên cường để chiến đấu với nó rồi, giờ là lúc bình yên. Chưa người quen, có mấy người thân, khi để Trần, có mấy người thương. Những gì bạn làm, trời thấy, mọi người thấy. Những gì bạn chịu đựng, bạn bè, người thân hiểu, trong đó có tôi. Tiếng hát Phi Nhung ra diết vì nó được đúc kết từ những vết xước của cuộc đời. Với những gì đã chứng kiến và trải qua cùng bạn, trong tôi, Phi Nhung là một người phụ nữ mạnh mẽ. Trái tim luôn nhân hậu dù ký ức của bạn chỉ toàn những chảy chua và cay đắng. Thôi thì buông bỏ, rũ sạch, hạnh phúc đón bạn phía trước, đau buồn bỏ lại sau lưng. Đất mẹ ôm lấy bạn, che chở bạn khỏi những bi ai của bọn Trần. Bạn sẽ về với cõi Phật nơi bạn luôn thành tâm hướng về. Tiếng hát và tình yêu thương của bạn vẫn luôn ở lại. Nó nằm trong tim nên không ai lấy nó ra được đâu. Nghỉ ngơi đi bạn. Sang bên kia vẫn phải hát thật hay nha. Khán giả và bạn bè vẫn luôn yêu bạn. Hãy bình yên và cười thật tươi Nhung nhé. Dù bài đang nhận được hơn 2 triệu lượt tương tác nhưng nhiều người bày tỏ sự thất vọng khi Trần Thành xưng bạn tôi với đàn chị. Nhận nhiều chỉ trích, gạch đá.